ông bảo nó đi cái xe kia của ông có được không? Bà thử nghĩ xem, con mình là sinh viên đại học mà lại đi xe đạp này hay sao? Cái xe này chỉ để tôi lên huyện lấy được gạo nuôi lợn thôi. À, hay là ta bán quách đôi lợn này cũng tặng đủ tiền đấy bà. Thế thì lấy tiền đâu mà sắm Tết? Lấy tiền đâu mà làm lễ ăn hỏi cho nó? Việc học là trên hết. Cả đời tôi khốn khổ vì thất học. Đi bộ đội bao nhiêu năm trời cũng chỉ được đeo cái lon thượng sĩ, cũng là vì thất học. Bây giờ con mình nó cần cái xe để đi học mà mình không lo được cho nó hay sao? Xây từ từng cái viên gạch nhỏ nó ghép lại với nhau. Muốn làm việc lớn thì cần phải kiên trì làm những bước nhỏ hàng ngày cho đến khi mà mình có được một thành quả lớn. Không có gì tốt mà vừa dễ vừa nhanh cả. Nhiều khi mình muốn làm gì mình đã cảm thấy nôn nóng, muốn thấy cái thành quả ngay, thế nhưng mà như vậy là không có thực tế. Bất cứ cái gì tốt cũng cần phải kiên trì nỗ lực trong một thời gian dài mới có được. Anh phải tiếp khách. Bởi đơn giản anh biết một việc thôi, bạn muốn thành công thì bạn phải cố gắng gấp đôi, gấp ba lần cái thằng bình thường. Làm gì thì làm cũng phải thẳng lưng mà sống. Cứ cúi đầu thì thẳng lại khó lắm. Nếu chưa từng cố gắng mà đã chán nản thì không đáng là mặt thằng đàn ông. Còn anh tự quyết. Nữ trả lời nha, nam khỏi trả lời nha. Nếu tình yêu đi đến hôn nhân, một thằng sáu mối với một thằng sáu căn nhà, lấy thằng nào? Rồi đau hơn một đèn pháo tay sáu căn nhà nha. Ấm vô đầu nha. Tỉnh táo nha. Sơ nghèo sát ra, phải biến mình thành thằng cùi, thằng điên, thằng khùng, lăn lộn lê lết ra, chìa tay ra xin từng đồng từng cát một. Người ta nhổ nước miếng vào mặt tôi, chấp nhận. Người ta phỉ báng tôi, chấp nhận. Người ta sỉ nhục tôi, chấp nhận. Chính vì thế tôi phải giàu. Tôi phải bằng mọi cách để giàu. Đừng bao giờ trách móc bất kỳ ai trong cuộc sống của bạn. Người tốt sẽ cho bạn hạnh phúc. Người xấu cho bạn kinh nghiệm. Người tồi tệ nhất cho bạn bài học. Người tuyệt vời nhất sẽ cho bạn kỷ niệm. Như vậy thì tại sao mình phải trách móc người ta? Chơi chắc thành công đâu.
tĩnh lại đi mấy đứa học giỏi. Giỏi đâu mà đúng không? Học giỏi là tốt, hãy học giỏi, nhưng học giỏi chưa chắc thành công. Vậy câu chuyện được mang tên người thành công chỉ có hai điều: một, đúng nghề; hai, giỏi cái nghề đó. Đó là luật chơi của người thành công. Nói dối nhiều nhất mà các bạn không để ý đó là mẹ và ba của các bạn. Một câu nói dối kinh điển của ba mẹ là: thôi con ăn đi, ba mẹ ăn món đó rồi. Xin lỗi các bạn, ba mẹ các bạn rất thèm ăn nhưng lúc nào cũng để cho các bạn ăn. Đường và luôn làm cho ba mẹ lo lắng. Các cô gái luôn suy nghĩ và có mối quan hệ làm cho ba mẹ lo lắng. Và nói thật với các bạn một câu, đừng giống anh đến thời điểm này, muốn báo hiếu cũng không được. Vì sao? Món ngon vật lạ ba anh ăn không được nữa. Đời nó như vậy. Bao giờ sợ? Hay ghê. Người lớn đầy dậy sợ hãi, chúng ta đầy dậy sợ hãi. Lũ trẻ con không bao giờ chúng nó sợ. Năng lượng sống, tinh thần sống mãnh liệt nhất là ở đâu? Nên là người lớn mà mỗi lần làm sai hay là cảm thấy bí bách cuộc đời, đi vào đấy, nhìn đi, vào chơi với tụi nó, mua ít quà bánh sữa vào đấy cho tụi nó, rồi ngồi chơi học được tụi nó nhiều. Không bao giờ chán đời. Chúng nó yêu đời cách khủng khiếp. Mặc dù không gian sống của tụi nó thì mình có thể tụt mút đến cái mức không muốn sống nữa. Không có việc gì phải lớn lao làm chuyện lớn lao, làm ngay những cái chuyện này. Mà làm vậy Việt Nam hùng cường là ở những cái chỗ đó. Là chúng ta không bao giờ để cho những ai quá khổ, khổ đến cái mức mà không khóc không được thành tiếng được. Có nhiều người bỏ quên cái vất vả của ba mẹ. Và câu nói rất rõ của Quỳnh Anh Bình: mỗi sáng các em mở mắt ra là ngày các em xa ba mẹ càng gần. Ngoài tình bạn, ngoài tình yêu cái gái, đó là tình yêu ba mẹ. Và nguyên tắc con là phải hiếu, hứa với mình hiếu để làm con. Quý trọng bạn khi mà cả hai còn có nhau và chúc bạn may mắn khi mà bạn ra đi. Trong cuộc đời của mỗi người sẽ có rất là nhiều người bạn đến và đi, và chỉ vì một người đã ra đi không có nghĩa là người ta không phải bạn tốt của mình. Có thể ngày xưa cuộc sống của mình và bạn còn giống nhau và còn có nhiều điểm chung cho nên là chơi với nhau, còn bây giờ cuộc sống của hai người đã quá khác nhau rồi, không còn điểm gì chung nữa để kết nối với nhau. Cái quan trọng là đã tốt với nhau khi mà còn chơi với nhau, và sau này khi mà không còn chơi với nhau nữa rồi thì vẫn nghĩ tốt về nhau. Con người có thể ra đi nhưng mà kỷ niệm thì ở lại. Người đàn ông đã nhiều năm giữ vị trí giàu nhất thế giới là Bill Gates. Và ông ấy viết di chúc và để lại cho những người con của ông ấy 10 triệu đô la một đứa. Các bạn phán xét gì về ông ấy nào? Thực tế là ông không hề điên, mà ngược lại là khác, ông vô cùng trí tuệ. Vậy lý do ông ấy làm điều đó là gì? Đó là cái cách những người cha mẹ tạo một cái nền móng vững chắc cho con em mình trong tương lai. Còn trong nền văn hóa Á Đông của chúng ta yêu thương con em mình hết mực, có bao nhiêu
dồn hết cho nó. Nếu ai có con trai, ngay lập tức đầu tiên phải nghĩ là mình phải xây cho nó một cái nhà, mình phải mua cho nó một cái nhà. Và chỉ có một số ít những đứa trẻ biết ơn cái điều đó. Và nó thiếu cái gì chúng ta cho, chúng ta sẽ tạo ra một cái thế hệ kế tiếp còi cọc và không có sức chiến đấu được các bạn. Đừng giáo dục con em của mình như vậy. Nhiều người muốn dấn thân vô showbiz vì sao? Vì muốn có nhiều tiền. Xin lỗi, dẹp đi. Bạn chọn nghề vì bạn tin vào đó là ngành hot. Xin lỗi các bạn, ngành hot, nhưng tự trả lời bạn có hot trong cái ngành đó hay không? Bây giờ cầm 1 triệu ra đường đi chơi với bạn không sót. Nhưng cầm tiền mà đóng học phí đại học, có nhiều trường 2-40 triệu một học kỳ. Ba má cầm một xấp tiền lên và các bạn xếp nó lại và các bạn sẽ trào nước mắt ngay. Vì đơn giản là gì? Đó là những tờ tiền dướng rất nhiều mồ hôi, nước mắt và đôi lúc có cả máu của ba mẹ các bạn. Thành công lớn nhất là đứng dậy sau mỗi lần bị dập ngã. Té rồi, chúng ta đứng dậy tiếp tục đi, chứ không phải té rồi nằm đó. Ghét mình, họ là Bồ Tát. Cái người đang đánh phá mình, họ là Bồ Tát. Là tại vì chính nhờ họ mà mình có cái nhìn, có cái suy nghĩ lại bản thân của mình. Thí dụ có người nào chửi Việt Thảo, mình ngồi suy nghĩ, à không biết có phải đúng không. Họ chửi sai thì mình thấy mình không có bị sai, mà họ chửi đúng thì mình sẽ sửa. Họ chính là Bồ Tát. Còn hơn những người gặp mình chỉ khen mình, thương mình,
và nói những điều tốt với mình, có khi mình không đúng thật sự như những điều tốt mà những người đó đã chọn. Lại bị xem là lãng phí. Không có hành động tử tế nào, dù nhỏ, lại bị xem là lãng phí. Giờ kiếm tiền đi, hãy năng kiếm tiền, làm việc hết mình kiếm tiền, đi cứu người. Quay trở lại cái thời chúng ta đọc truyện cổ tích, luôn luôn có những nhân vật anh hùng, làm anh hùng đi. Khoe cũng được, mà không khoe cũng được, tùy từng cá nhân, nhưng phải cứu người đi. Bởi vì đừng bao giờ nghĩ rằng những thứ mình kiếm được là do tài năng. Quên đi, không có người mua thì bán cho ai? Không có người mua thì anh kiếm tiền kiểu gì? Anh thường từ sau, anh phải trả lại. Mà trả lại cho những người anh cứu, một người người ta nhớ anh cả đời. Không thể đoán trước điều gì sắp xảy ra, cũng không thể ngăn chặn nó, vì nó đã ở đó và sẽ xảy ra vào một thời điểm mình không ngờ tới. Việc lo sợ vào một ngày nào đó là một chuyện tồi tệ ập đến, sẽ khiến bạn quên đi những giây phút đáng quý của hiện tại. Dù là niềm vui hay nỗi buồn, hãy học cách can đảm đón nhận nó. Bạn không thể kiểm soát thế giới xung quanh bạn. Chuyện gì phải đến cũng sẽ đến, và phải học cách bình thản đối diện với những chuyện có thể bất ngờ xảy ra. Sẵn sàng vứt bỏ cả mạng sống mình vì tình yêu là những kẻ không thể và sẽ không bao giờ là chỗ dựa tin cậy và bền vững. Một người có thể tự giết bản thân mình cũng sẽ có ngày cầm được dao đâm người khác. Các cháu ở thập niên 2000 là bọn cháu bây giờ rất sướng, nhưng mà không sướng bằng bọn chú đâu, bởi vì bọn cháu chưa biết khổ. Phải biết khổ thì mới biết sướng. Khi chúng ta trải qua những cái khổ rồi mới thấy giá trị của cái sướng. Cả đời này, người có thể làm cho chúng ta mọi thứ mà không cầu báo đáp chỉ có cha mẹ. Vậy nên, dù thế nào, cũng đừng phàn nàn họ,
hãy thông cảm cho họ, quan tâm tới họ. Hãy trân trọng từng phút giây bên cha mẹ, bởi không ai biết được khi nào họ sẽ rời xa ta mãi mãi. Và anh muốn nói với bạn là gì? Hơn nhau không phải là ngồi đi học thật giỏi, không phải chỗ đó. Mà hơn nhau là gì à? Hơn nhau là tầm nhìn các bạn à. Anh muốn nói như vậy. Ngay thời điểm này, một câu thật lòng, bao nhiêu bạn ngồi đây đã từng làm ba mẹ, các bạn buồn giơ tay thế thôi. Hứa ban làm tròn bốn chữ tình. Chữ tình thứ nhất, con là phải hiểu. Chữ tình thứ hai, yêu là phải chung thủy. Chữ tình thứ ba, bạn là phải chân thành. Và chữ tình thứ tư được mang tên nghề là phải đúng. Chính cái người chửi mình, họ là Bồ Tát. Cái người đang thù ghét mình, họ là Bồ Tát. Cái người đang đánh phá mình, họ là Bồ Tát. Là tại vì chính nhờ họ mà mình có cái nhìn, có cái suy nghĩ lại bản thân của mình. Thí dụ có người nào chửi Việt Thảo, mình ngồi suy nghĩ, à không có phải đúng không. Họ chửi sai thì mình thấy mình không có bị sai, mà họ chửi đúng thì mình sẽ sửa. Họ chính là Bồ Tát. Còn hơn những người gặp mình chỉ khen mình, thương mình và nói những điều tốt với mình, có khi mình không đúng thật sự như những điều tốt mà những người đó đã cho. Đối với người bạn đã bị phản bội trong một mối quan hệ có người thứ ba thì không sao cả, bạn nên vui đi. Bởi vì khi bạn đã bị phản bội như vậy, có nghĩa đó là một phép thử để giúp cho bạn trưởng thành hơn, giúp cho bạn hiểu ra cái người kia thực sự không xứng đáng để bạn dành tình cảm cho. Bạn đã dành cho họ quá nhiều và họ không xứng đáng được điều đó. Đối với những kẻ phản bội, đối với những kẻ lăng nhăng, kể cả nam hay cả nữ, thì xin chúc mừng các bạn là những kẻ khốn nạn. Các bạn hãy về hành tinh của mình đi, đừng làm khổ những người ở đây nữa. Chắc chắn tôi hứa với các bạn, bạn sẽ chẳng được điều gì hay ho từ những việc phản bội người khác nữa. Đừng trở thành người thứ ba và cũng đừng biến ai trở thành người thứ ba. Con không cho cha mẹ sao? Không cho cái gì, có cái gì mà nó cho? Nó cho anh biết vui mừng khi anh mang nó trong bụng. Nó cho anh biết sự nhẫn nại chờ đợi nó 9 tháng 10 ngày. Nó cho anh sự cẩn trọng khi giữ gìn nó dưới hình dạng bào thai. Nó cho anh biết đau, biết vui mừng khi thấy nó ra đời. Nó dạy cho anh phải biết hy sinh. Nó dạy cho anh phải biết nhẫn nhịn. Nó cho anh nhiều chứ sao anh không thấy, mà anh chỉ thấy anh cho nó. Không có điều
ta từng trải qua trong cuộc đời mình đáng ra không nên xảy ra cả, kể cả những điều nhỏ nhặt nhất. Trước mỗi một sai lầm hay vấp ngã, chúng ta đều than thở, giá như mình không làm thế thì mọi chuyện đã khác. Nhưng không, chẳng có cái giá nào hết, bởi vì những gì nên xảy ra thì đều đã xảy ra. Qua đó, chúng ta rút ra được bài học để hoàn thiện, để phát triển bản thân hơn, thay vì ngồi đó bực tức, bất lực, trách mình. Cuộc sống giống như một cuốn sách, một vài chương khá buồn, một số chương hạnh phúc và một số chương rất thú vị. Nhưng nếu bạn chưa bao giờ lật thử một trang, bạn sẽ không bao giờ biết được những gì ở chương tiếp theo. Khoe nhau nhiều tiền hơn để làm gì? Bây giờ phải khoe nhau là tôi cứu được bao nhiêu người, cứu được cái lũ trẻ đấy, nó chữa bệnh được bao nhiêu đứa, hoặc ít nhất tôi cho chúng nó sống vui vẻ những tháng ngày còn lại được bao nhiêu. Dân chơi là phải chơi kiểu đó, giờ dân chơi còn khoe cái xe với cái túi với lại đồ đạc thế này thế kia.